Đây là hai chiếc MacBook trong cái lineup mới nhất của Apple trước khi mà họ có cái sự kiện là Scary Fast vừa rồi. Con này là MacBook Pro 16 inch, M2 Pro và 16GB RAM. Còn con này sẽ là con MacBook Air M2. Con này là 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong các bạn nha. Tuy nhiên thì hai cái này nó vẫn không thể nào mà hot bằng con này được. Đây chính là chiếc MacBook Pro phiên bản 2023. Con này là phiên bản chạy chip M3 Pro và hiện tại nó đang có cái độ lớn của màn hình là 14 inch. Chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM là 18GB và 512GB bộ nhớ trong. Ở đây là ổ SSD các bạn nha. Và cái điểm đặc biệt của nó là gì hả các bạn? Mở hộp các bạn nha. Khá là nặng tay. Mình sẽ để tạm sang đây nha. Trong cái hộp năm nay thì có một cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ có một cái cáp sạc và đây là cáp sạc dù 100%. Giống như phiên bản iMac của chúng ta thì những cái dây sạc này nó sẽ có cái màu sắc trùng với cái màu của chúng ta của năm nay. Đây là màu Space Black các bạn nha. Và khi mà chúng ta có cái màu Space Black thì cái dây dù này cũng sẽ là màu đen luôn. Mình không biết là cái dây dù này có được gọi là dây dù Space Black hay không. Và đây sẽ là dây MagSafe luôn. Cái sạc rất sử dụng năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một cái logo Apple và cái logo này sẽ hoàn toàn là logo màu đen các bạn nha. Nếu các bạn đang xem trên mức giá của cái con này ở bên Apple Singapore thì nó đang có mức giá là 70 triệu đồng. Nhưng các bạn lưu ý nha, cái mức giá này thì hiện tại ở Việt Nam chưa có hàng mà các bạn sẽ phải đợi đến đâu đó là khoảng tháng 12 thì các bạn mới có hàng chính thức. Vậy cho nên là hiện tại nha, cái con này là mình đang mượn đến từ một người bạn của mình ở Singapore về thôi. Và sau khi mở hộp ra xong thì mình sẽ phải trả cho người đó. Thì các bạn sẽ nhớ rằng là chờ đến cái phiên bản chính thức ở thị trường Việt Nam nhé. Tạm thời là chúng ta chỉ cần phải chờ đâu đó một tháng nữa thôi là chúng ta có rồi. Chứ không cần thiết là các bạn phải mua cái bản sách tay để làm gì. Bởi vì những cái bản sách tay này thì năm nay mức giá minimum của nó lúc nào khoảng từ 1.000 ở khoảng 2.000 đô trở lên. Còn riêng cái phiên bản này là minimum option của 13 Pro nhá. Và kèm theo 14 inch thì nó sẽ có mức giá là 2.800 đô các bạn ạ. Đổi ra tiền Việt đâu đó là khoảng 70 triệu đồng, rất là cao. Chờ đến tháng 12 thì các bạn có thể đăng ký thêm những thông tin đặt hàng đến từ Savonex chẳng hạn. Thì đừng quên là truy cập vào đường link phía bên dưới nhá. Mình sẽ để trong phần ghim comment cũng như phần mô tả. Thì các bạn nhớ rằng là không chỉ có những dòng sản phẩm như thế này mà những cái máy đã có từ trước rồi. Ví dụ như là con MacBook Pro như thế này hoặc là con MacBook Air như thế này thì đều sẽ có mức giá đã có sẵn tại 7S rồi. Thì mình sẽ để ở trong đường link phần mô tả nha. Rất nhiều chương trình trả góp 0% thu cũ lên đời đang chờ đón các bạn nếu các bạn tham gia vào những chương trình như thế này nha. Đây chính là cái chiếc MacBook của mình. Chiếc MacBook Pro phiên bản 14 inch. Đây có thể coi là một con workstation nữa các bạn nha. Và nếu như các bạn nhìn tổng quan cái màu đen này thì đúng thật là nó là một màu đen cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Mình sẽ chứng minh kỹ hơn cho các bạn thấy nha. Đây là một màu đen nó rất là sâu và chúng ta gọi là Space Black đúng không? Nhìn về cái hình thức cơ bản thì cái màu Space Black này nó là màu đen, đúng. Nó rất là đen luôn đấy các bạn ạ. Và cái màu đen này nó là màu đen nhám nhá. Nó hoàn toàn không có hiện tượng là bị bóng hay gì cả. Ở mặt sau chúng ta sẽ có đầy đủ các dòng chữ MacBook Pro này. Và các bạn thấy không? Vừa mới mở ra thôi, mình mới cầm một chút thôi mà con này nó đã bám mồ hôi dấu vân tay, bám bẩn rất là nhiều rồi. Thì thực tế mà nói thì con này về cái chất liệu bên ngoài thì nó sẽ tương tự như cái màu xanh ở trên những con MacBook Air mà thôi. Những cái màu sắc này thì chắc chắn là nó sẽ bám bẩn rất là nhiều. Các bạn nhìn kỹ này, mình chỉ cần cầm một chút thôi là nó đã hiện tượng bị bám bẩn rồi. Trong khi đó là nếu như các bạn mua những cái con màu sắc như thế này chẳng hạn, đây, thì mặc dù là có hiện tượng bám bẩn nha, nhưng mà cái màu của nó thì sẽ không có hiện tượng là bị thay đổi hoặc là có cái hiện tượng là bị quá xấu, quá lem nhem. Còn ở đây thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm quen với điều này mà thôi. Và về cảm quan thì tất cả những cái thứ chúng ta đã có từ cái phiên bản này, từ khi mà Apple cho ra mắt cái hình thức như thế này là một con MacBook mà có màn hình tay thỏ ấy, cho đến thời điểm bây giờ thì con này nó không khác biệt gì cả. Từ mặt trước, mặt sau cho đến cả những cái phần được trang trí ở phía sau, phía dưới đáy thế này như là cái chữ MacBook Pro này thì mọi thứ đều y hệt y nguyên luôn. Có nghĩa là bạn nào mà đang dùng MacBook Pro 14 phiên bản M1 Pro, MacBook Pro 14 phiên bản M2 Pro hoặc thậm chí là M2 gì đó thì tất cả nó sẽ y như thế này. Con này nó chỉ là một phiên bản nâng cấp về chip ở bên trong và nâng cấp thêm một chút về cái ngoại hình là màu đen mà thôi. Tất nhiên là sẽ có một vài sự nâng cấp nhẹ ở màn hình. Tuy nhiên là những cái này thì mình chưa biết là thực tế nó sẽ trải nghiệm ra làm sao. Có một cái rất là hay của cái phiên bản màu đen này các bạn nha.
đó chính là cái phần bàn phím này này. Đây là bàn phím cắt kéo. Cái bàn phím cắt kéo này thì nếu các bạn nhìn ở những cái phiên bản khác nha, ví dụ như phiên bản màu bạc như thế này này, thì nó sẽ có một cái phần màu đen phủ lên toàn bộ cái bàn phím. Đến cái phiên bản này, nếu như mà các bạn nhìn một cách gọi là qua qua đi, thì các bạn sẽ thấy rằng nó không có bất cứ một cái phần màu đen nào cả. Bởi vì tất cả những cái phần trong bàn phím và phần bên ngoài bàn phím thì đều được làm màu đen, nó gần như là hòa trộn vào nhau luôn. Nó khác với những cái con MacBook Air này các bạn nhá. Vậy thì nó chứng minh cái điều gì? Nó chứng minh cái điều đó là Apple làm cái màu đen này rất là sâu các bạn ạ. Bởi vì các bạn nhìn sang phía bên này này, các bạn sẽ nhìn rõ cái màu đen này luôn. Còn nếu các bạn nhìn trực diện vào cái phần màu đen này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không khác biệt gì cả. Cái phần màu đen ở trong phần bàn phím này, hai phần này là y hệt nhau nha. Nhưng mà đôi lúc trong một vài trường hợp, nếu các bạn nhìn sang bên này thì sẽ thấy là cái phần màu đen trong phần bàn phím này với cả cái phần màu đen của vỏ máy nó y hệt với nhau luôn. Apple làm cái màu đen này rất là sâu và đôi khi các bạn mang ra ngoài trời sáng mà nó có bị phản chiếu ánh sáng thì nó sẽ hơi có hiện tượng là bóng lại một tí mà thôi. Còn toàn bộ mọi thứ thì đều là the same. Rất đen, rất sâu. Cái trackpad này thì tất nhiên á là nó sẽ hơi nhỏ. Cái phiên bản này của mình là phiên bản 14 inch. Vậy nên các bạn sẽ thấy là cái trackpad này nó sẽ hơi nhỏ hơn một chút. Đó. Trong khi là cái trackpad của cái con 16 inch của mình nó to hơn rất là nhiều này, cả một bàn tay của mình này. Con này nhỏ hơn một xíu này. Và cái con MacBook Air 15 inch thì thậm chí nó còn to hơn cả con này cơ. Con này nó sẽ nhỏ hơn con 15 inch và sẽ nhỏ hơn luôn cả cái con 16 inch như thế này. Tất cả mọi thứ chúng ta sẽ có ở phần cạnh viền này, ví dụ như là hai cổng C, một cổng MagSafe, một jack 3.5. Phần còn lại chúng ta sẽ có một HDMI này, một cổng C và một cái đầu để các bạn có thể đọc thẻ SD nữa. Thì về cơ bản nó không khác biệt gì so với tất cả những phiên bản còn lại cả. Đây là một con máy tính nó rất là nhỏ, rất là gọn. Và tất cả thứ mà chúng ta có thể nói ở thời điểm bây giờ đó là màu đen con máy này. Thì mình chỉ có thể nói một điều đó là trước đây bạn nào ấy mà thích những cái màu sắc tối ở trên những cái dòng MacBook của chúng ta ấy thì chúng ta hiếm có lựa chọn lắm. Đa phần là chúng ta sẽ có những cái màu sáng sáng hoặc là gần đây nhất thì chúng ta có cái màu Midnight Blue thế này. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì các bạn đã có thêm một lựa chọn rất là tốt cho mình rồi, đó chính là phiên bản màu đen như thế này. Còn nếu như để mà đánh giá sâu hơn về khả năng làm việc, đáp ứng cho công việc này kia thì có lẽ là chúng ta cần phải chờ xem một thời gian nữa. Bởi vì mình thì mình không có một cái con máy tính MacBook Pro 14 inch mà là cái phiên bản trước của con này. Hiện tại mình chỉ có con 16 inch và có RAM 16GB M2 Pro mà thôi. Con này thì nó là 14 inch nhưng lại là M3 Pro và có 18GB RAM ở bên trong. Và bởi vậy nên là mọi đánh giá ở đây thì nó đều rơi vào khập khiễng hết. Và cũng trong cái khuôn khổ video mình không thể mượn lâu được, gọi chỉ là mượn qua qua của người bạn mình thôi. Thì mình sẽ chờ thêm trong thời gian tới nhé. Và các bạn lưu ý rằng con này chắc chắn sẽ về Việt Nam theo dạng hàng chính hãng, kể cả Apple Store Online, kể cả những nơi như 7S thì đều sẽ có. Còn đến thời điểm bây giờ thì nó là một cái option rất tuyệt vời dành cho những người nào thích màu đen mà thôi. Cá nhân mình thấy những anh em làm hậu kỳ, rất nhiều người thích màu đen. Và bây giờ thì họ đã có một lựa chọn như thế này rồi. Và đây, 70 triệu cho phiên bản này. Liệu các bạn có bỏ tiền ra mua nó hay không?